Chào mừng quý vị đã đến với bản tin Y tế ngày 26 tháng 10 do Báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Số ca uốn ván tại Hà Nội tăng hơn 2 lần, 2 người tử vong. 5 người nguy kịch vì ngộ độc sau khi ăn thịt cóc. 2 trẻ em bị nhiễm trùng do tụ cầu vàng sau khi bị chó cắn. Ho kéo dài, nữ bệnh nhân vào viện phát hiện u nguyên bào xơ cơ phổi 10 cm. Nhiều người bị biến chứng đỏ da, chốc vẩy toàn thân do sử dụng thuốc chữa vẩy nếm trên mạng. Cắt thành công khối u buồng trứng nặng gần 4 kg cho nữ bệnh nhân 80 tuổi. Tiểu ra máu cảnh báo ung thư bàng quang và những dấu hiệu cần biết. Người đàn ông phát hiện bị ung thư sau khi xuất hiện một dấu hiệu về đêm. Uốn ván là căn bệnh nhiễm trùng có khả năng gây tử vong cao. Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC Hà Nội, từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận 23 ca mắc uốn ván, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Trong 2 ca tử vong, có cụ bà 83 tuổi, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội. Cụ bà đi dự lễ hội tại đình làng và bị ngã, được gia đình đưa đến khám tại một phòng khám tư với chẩn đoán gãy kín, lờ cầu xương cánh tay phải, có dây xước nhạy bàn tay trái. Sau đó, cụ bà được đưa đến thầy lang để bỏ thuốc tay bị gãy. 2 tuần sau, cụ cảm thấy tay đau nhiều hơn, khó thở, mệt mỏi, kèm theo nhiều cơn co cứng. Bệnh nhân đã được người nhà đưa vào bệnh viện quân y 103 để điều trị. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán tăng huyết áp, rung nhĩ, suy tim, trên nền bệnh uốn ván. Tình trạng sức khỏe không cải thiện, gia đình xin về và bệnh nhân đã tử vong tại nhà. Chia sẻ bệnh uốn ván, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hiển Minh, hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC cho biết. Thời gian ủ bệnh sau khi mà bạn phơi nhiễm với vi khuẩn uốn ván có thể là từ 4 tới 21 ngày. Thì ngoại độc tố của vi khuẩn uốn ván sau khi được phóng thích ra sẽ tấn công vào các bản thần kinh cơ vận động, gây ra những cơn co cứng cơ. Và trong khoảng thời gian này thì thậm chí giữ những cơn co cứng cơ thì bệnh nhân hoàn toàn bình thường, không có những dấu hiệu đặc hiệu gì để chúng ta nhận biết. Tuy nhiên thì những cơn co cứng cơ xuất hiện ngày càng nhiều và có thể là co thắt ở vùng khung xương sườn, có thể gây gãy xương hoặc là co thắt vùng cơ hô hấp, có thể gây suy hô hấp. Bệnh nhân thường tử vong liên quan tới những tình trạng suy hô hấp hoặc là những tình trạng liên quan tới tình trạng suy tim. Và lưu ý, chúng ta lưu ý rằng việc ngoại độc tố uốn ván nó có thể phóng thích ra từ vi khuẩn uốn ván, nhưng mà giai đoạn ban đầu chúng ta không có những triệu chứng gì để chúng ta nhận biết rõ ràng hết. Theo các chuyên gia, tiêm phòng uốn ván là biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất trong phòng ngừa bệnh khi có vết thương ngoài da. Tiêm vaccine uốn ván được khuyến cáo dự phòng cho tất cả mọi người, đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ cao, người nông dân, người chăn nuôi gia súc, nghiện chích ma túy. Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Đồng Nai vừa tiếp nhận và điều trị kịp thời cho 5 bệnh nhân có triệu chứng nôn ói, tiểu lỏng, đau bụng sau khi ăn thịt cóc. Các bệnh nhân này là người trong cùng một gia đình, trú tại ấp Bến Nôm, xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Cả 5 bệnh nhân đều được chẩn đoán nhiễm chất độc của cóc. Khi tiếp nhận, 2 bệnh nhi là H 7 tuổi và bệnh nhi T 10 tuổi có triệu chứng nôn ói, tiêu lỏng, đau bụng nên được chuyển tới khoa nhi để điều trị. 3 trường hợp còn lại nhập viện tại khoa hồi sức tích cực chống độc để điều trị. Sau khi tiếp nhận và điều trị, tình hình sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và được cho xuất viện trong ngày hôm sau. Chia sẻ về ngộ độc khi ăn thịt cóc, thạc sĩ bác sĩ Phạm Hổ Vũ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Minh Đức, thành phố Cần Thơ cho biết. Thì mặc dù là cái thịt cóc bản chất nó là không có chứa độc tố, độc tố chỉ nằm trong trứng, là trong gan, trong da hoặc là các cái mủ nhầy của cóc. Nhưng mà do cái độc tố này có cái động lực rất là mạnh, chỉ cần một cái lượng nhỏ nó lây nhiễm vào thịt cóc thôi. Trong khi cái lượng độc tố lại rất là khó phân hủy bởi cái nhiệt độ. Những trường hợp là nấu thịt cóc sôi sùng sục luôn, nhưng mà khi ăn thì vẫn có khả năng gây ngộ độc. Cho nên là vốn dĩ là không thể có cái cách nào có thể đảm bảo chắc chắn là chế biến thịt cóc có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Ăn thì khoảng 1 tiếng đồng hồ, có thể sớm hơn, khoảng 15 đến 30 phút thì nó sẽ có những triệu chứng là bắt đầu bệnh nhân cái chóng váng, chóng mặt, hoặc tê chích, châm chích ở tay chân. Tiếp theo đó là có thể nó đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và tụt cấp. Cuối cùng mà dẫn đến cái triệu chứng giống như suy tim vậy, loạn nhịp tim mà dẫn đến tử vong sau khi dài giờ. Cho nên là khi mà thấy những cái dấu hiệu đó thì chúng ta lập tức sơ cứu, là tìm cách nào đó để cho cái người mà bị ngộ độc nôn ói, những cái thức ăn nó ra và nhanh chóng đưa đến cơ sở địa phương gần nhất để mà cấp cứu. Thịt và mỡ của cóc tuy không có độc, nhưng nếu không cẩn trọng trong khi chế biến vẫn có thể bị chất độc từ các bộ phận khác dính vào. Ngộ độc thịt và trứng cóc tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong rất cao. Vì vậy, tốt nhất người dân không nên ăn thịt cóc và các sản phẩm làm từ cóc. Nếu ăn, chỉ nên ăn thịt cóc đã chắc chắn chế biến đúng cách, tuyệt đối không ăn trứng, da, nội tạng của cóc. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận cùng lúc 2 người bệnh là trẻ em bị nhiễm trùng do tụ cầu vàng sau khi bị chó cắn. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bệnh viện vừa tiếp nhận cùng lúc 2 người bệnh là trẻ em bị nhiễm trùng do tụ cầu vàng sau khi bị chó cắn.
Trường hợp thứ nhất là bé DKL 6 tuổi bị chó nhà hàng xóm cắn vào cẳng chân trái lúc đạp xe đi chơi. Bé đã được khâu vết thương nhưng sau 7 ngày vết cắn không khỏi, mưng mủ và bị nhiễm trùng. Trường hợp thứ hai là bé DHT 6 tuổi cũng bị chó nhà hàng xóm tấn công trong lúc đang chơi. Sau khi bị chó cắn, gia đình đã đưa bé đi khâu vết thương. Nhưng do vết thương quá sâu nên gia đình đã chủ động đưa bé xuống tuyến trung ương để xử lý. Sau điều trị gần 1 tháng, vết thương chưa liền lại và xuất hiện nhiễm trùng. Sau điều trị 7 ngày, vết thương đã khô, tình trạng ổn định và các bé đã được ra viện. Các bác sĩ bệnh viện khuyến cáo, vết thương do chó cắn thường khá sâu và có nguy cơ bị nhiễm trùng rất cao. Do đó, các vết thương khi bị chó cắn cần được xác định xử trí sớm qua những bước thông thường như làm sạch, bơm rửa, cắt lọc vết thương để hở, sử dụng thuốc kháng viêm, tránh trường hợp bị nhiễm trùng, tiêm phòng huyết thanh kháng dại, tiêm phòng uốn ván. Sau đó, người bệnh cần được theo dõi, nếu gặp các tình trạng nghiêm trọng như vết thương chó cắn bị nhiễm trùng hay vết thương chó cắn bị mưng mủ thì nên được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được thăm khám và điều trị đúng hướng. Các chuyên gia khuyến cáo sau khi bị chó cắn, cần cầm máu nếu vết thương vẫn còn chảy máu, rửa kỹ các vết cắn, cào dưới vòi nước trong 15 phút với xà phòng hoặc nước sạch, sau đó sát khuẩn bằng cồn 45-70 độ hoặc cồn iốt. Sau khi rửa bằng nước nên thấm khô bằng vải sạch, băng lại bằng băng vô trùng hoặc một miếng vải khô sạch. Sau đó đến các cơ sở y tế gần nhất để được vệ sinh vết thương kỹ lưỡng, cắt bỏ những mô hư, chỉ hoãn đóng vết thương nếu có thể và tiêm phòng vaccine huyết thanh kháng dại kịp thời theo chỉ định của bác sĩ. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp mắc u nguyên bào sơ cơ phổi trái, khối u có kích thước lớn, chèn ép gây viêm phổi, bệnh nhân được chỉ định cắt hoàn toàn lá phổi trái. Theo lời kể của bệnh nhân NTT, 32 tuổi, chị bắt đầu xuất hiện triệu chứng ho kéo dài, thỉnh thoảng ho ra đờm, đi lại hụt hơi trước phẫu thuật khoảng 3 tháng. Bệnh nhân đi khám và được chẩn đoán u sơ phổi trái. Bệnh nhân T nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, khó thở nhẹ, sốt 38 độ, ho khạc đờm đục. Bệnh nhân được sinh thiết xuyên thành ngực dưới hướng dẫn CT scan cho kết quả tổn thương viêm mạn tính. Hình ảnh khối thùy trên phổi trái 83x98mm có đậm độ tổn thương hỗn hợp, đậm độ vôi sơ và tổ chức dính sát màng phổi trung thất và màng tim. Hạch nhỏ hình thoi nhóm 5 và 6 trong trung thất. Các chuyên khoa trong bệnh viện đã hội chẩn, xét hướng điều trị phẫu thuật. Bệnh nhân được điều trị tích cực trước mổ, dùng kháng sinh, nuôi dưỡng đạm mỡ, giảm ho. Đại tá tiến sĩ Ngô Vi Hải, chủ nhiệm khoa ngoại lồng ngực Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, chúng tôi tiến hành phẫu thuật cắt lá phổi trái cho bệnh nhân. Đây là phẫu thuật lớn, có nhiều rủi ro. Chúng tôi phải chuẩn bị đầy đủ để chức năng phổi còn lại đảm bảo hô hấp, bù trừ khi cắt phổi trái. Khi còn một lá phổi sẽ làm thay đổi áp lực trong khoang lồng ngực, sẽ đẩy toàn bộ trung thất từ bên phải sang bên trái, tạo nguy cơ xoắn vặn trung thất. Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi sát sao, đã cải thiện tình trạng ho, không sốt, sức khỏe ổn định, sinh hoạt đi lại nhẹ nhàng. Tình trạng sử dụng thuốc bừa bãi nghe theo các quảng cáo trên mạng mà không có chỉ định của bác sĩ đã khiến nhiều người tiền mất tật mang. Dù các cơ quan truyền thông đã cảnh báo rất nhiều, nhưng tình trạng này vẫn xảy ra. Gần đây nhất là trường hợp một nam thanh niên phải nhập viện cấp cứu do đỏ da, chóc vẩy toàn thân, ngứa, đau nhức, mệt mỏi sau khi tự ý sử dụng thuốc vẩy nến mua trên mạng. Theo lời kể của nam thanh niên này, sau khi sử dụng hết liệu trình đầu tiên, tình trạng vẩy nến đã cải thiện rõ rệt. Nhưng khi ngưng uống 5 ngày thì da đỏ chóc vẩy tăng dần, lan ra toàn thân kèm ngứa, đau nhức, mệt mỏi, sốt kèm ớn lạnh. Sau đó bệnh nhân được người nhà chuyển đến bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Tình trạng của nam thanh niên 18 tuổi là do biến chứng được xác định là da đỏ toàn thân vẩy nến. Sau 4 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân đã ổn định hơn, người bớt sưng phù, các sang thương vẩy nến giảm đỏ và giảm chóc vẩy. Chia sẻ về những biến chứng có thể gặp khi điều trị vẩy nến sai cách, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Văn Tâm, phó khoa điều trị nội trú ban ngày, bệnh viện Gia Liễu Trung ương cho biết. Họ tự nghe những cái phương pháp điều trị mà không có sự kiểm soát của bác sĩ thì bệnh nhân sẽ xuất hiện các tác dụng phụ, ví dụ ở mắt ấy, thì bệnh nhân sẽ dễ bị đục thủy tinh thể và bị glaucoma, và nếu mà kiểm soát không tốt có thể dẫn tới mù. Về dạ dày tá tràng thì có thể có viêm loét dạ dày tá tràng, chảy máu rồi thì thủng dạ dày. Xuống dưới hơn nữa là có thể có suy tuyến thượng thận, rồi thì bệnh lý về tim mạch, tăng huyết áp, rồi các rối loạn chuyển hóa về đường, chuyển hóa về mỡ. Rồi thì bệnh nhân có thể có các triệu chứng về loãng xương, nhược cơ và rối loạn về hình thể. Bệnh nhân sẽ có cái bộ mặt hình trăng tròn, bụng thì phình to, nhưng chân tay thì teo lại, rậm lông, giãn mạch, rất nhiều vấn đề mà bệnh nhân sẽ phải đối mặt. Theo khuyến cáo của ngành y tế, để điều trị vẩy nến, người bệnh cần đến các cơ sở y tế có chuyên khoa da liễu và sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.
bệnh nhân không nên tự ý mua thuốc, nhất là các thuốc không rõ nguồn gốc vì sẽ khiến cho vẩy nến nặng lên và có thể tiến triển thành đỏ da toàn thân vẩy nến. Mới đây, Trung tâm Y tế huyện Lục Nam, Bắc Giang đã thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy khối u nang buồng trứng nặng gần 4kg cho một bệnh nhân nữ 80 tuổi. Bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Trí Quý, giám đốc trung tâm, trưởng kíp mổ cho biết, khối u lớn chiếm hết ổ bụng, đè ép mạnh các cấu trúc xung quanh. Với thể trạng gầy trên nền bệnh nhân lớn tuổi nên các bác sĩ đã thực hiện kỹ thuật gây mê để mổ mở. Kíp mổ đã cắt bỏ thành công khối u nặng gần 4kg, theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe trong quá trình phẫu thuật. Ngay ngày đầu sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng và được theo dõi chăm sóc tại khoa sản. Chia sẻ về u nang buồng trứng, bác sĩ Nguyễn Đình Bách, Trung tâm tư vấn chăm sóc sức khỏe giới tính cho biết, u nang buồng trứng là một trong những cái bệnh lý phụ khoa tương đối thường gặp. Tuy nhiên thì các cái triệu chứng của cái u nang buồng trứng nói chung, đặc biệt nên ở các cái giai đoạn đầu thì nó tương đối là âm thầm lặng lẽ và cái tính chất điển hình của nó đó thì nó cũng không có nhiều lắm. Ngoài ra đấy thì nó có thể xuất hiện một số các cái triệu chứng đau, thế rồi là đau mỏi vùng chậu, đau của vùng thắt lưng hoặc là có tình trạng bị căng tức ngực vân vân. Thì đó là những các cái dấu hiệu sớm. Thế còn sau này khi mà cái khối u nang ấy nó đã phát triển, nó có thể gây chèn ép các cái cơ quan nội tạng xung quanh, có thể gây lên một số các cái triệu chứng đè ép khác. Ví dụ như là nó chèn ép vào cái bàng quang ở phía trước thì nó có thể gây những cái triệu chứng là đái rắt, đái nhiều lần hoặc là hội chứng bàng quang kích thích. Có thể là nó chèn vào cái niệu quản, nó có gây tình trạng ứ nước ngược dòng, tức là ứ nước tiểu ngược dòng đấy. Có thể là tăng áp lực đài bể thận, có thể gây nên cái tình trạng viêm đài bể thận, thậm chí là suy giảm chức năng hoặc là mất chức năng của đài bể thận, mức chức năng của thận, vân vân. Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần, khi phát hiện khối u trong cơ thể cần thường xuyên theo dõi, tái khám để điều trị kịp thời. Sau hơn 2 tháng đi tiểu ra máu liên tục, một người đàn ông ở Long An đã đi khám và phát hiện ung thư bàng quang giai đoạn sớm. Đây là một trong những bệnh lý ác tính khá phổ biến, gây nên nhiều bất tiện cho cuộc sống, thậm chí là những hệ lụy về sức khỏe cho người bệnh, nhất là nguy cơ tử vong. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Huỳnh Tiến Đạt, khoa tiết niệu, Trung tâm tiết niệu thận học Nam khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, người bệnh tiểu máu kéo dài nhưng không có triệu chứng viêm, nhiễm trùng đường tiểu. Bác sĩ nghi ngờ bướu niệu mạc đường tiết niệu, một trong hai nguyên nhân chính gây ra tiểu máu. Kết quả nội soi bằng quang cho thấy có khối bướu khoảng 2cm, sân xui như bông súp lơ, nghi ác tính. Bác sĩ phẫu thuật đã cắt chọn khối bướu, bảo tồn bằng quang cho bệnh nhân. Nhờ phương pháp nội soi qua niệu đạo, người bệnh ít đau, hồi phục nhanh, không có sẹo, xuất viện 2 ngày sau mổ. Để diệt tế bào ung thư còn sót lại tại vị trí cũ, ngăn tái phát ở vị trí khác, bệnh nhân được hóa trị bằng cách bơm hóa chất trực tiếp vào bàng quang. Bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân cần tái khám, nội soi bàng quang định kỳ, nếu phát hiện bướu sẽ tiếp tục cắt. Ung thư bàng quang có thể phát hiện sớm bằng những phương tiện chẩn đoán phổ biến hiện nay như siêu âm, chụp CT scan, nội soi bàng quang chẩn đoán, tỷ lệ khỏi bệnh cao khi bệnh còn ở giai đoạn sớm. Một người đàn ông ở Anh đã qua đời ở tuổi 48 vì căn bệnh ung thư máu nguy hiểm sau khi xuất hiện tình trạng đổ mồ hôi vào ban đêm, thường xuyên mệt mỏi và sưng tấy ở bàn chân. Đèn đã đến bệnh viện để khám và thực hiện các xét nghiệm tầm soát. Kết quả cho thấy Đèn mắc bệnh bạch cầu cấp tính dòng tủy, một loại ung thư máu nguy hiểm. Bác sĩ cho biết bệnh bạch cầu cấp tính dòng tủy gây ảnh hưởng đến khoảng 3.100 người ở Anh mỗi năm. Tỷ lệ sống sau 5 năm cực kỳ thấp, chỉ 13,6% bệnh nhân có thể sống hơn 5 năm kể từ khi chẩn đoán. Sau đó, Đèn bắt đầu các đợt hóa trị và chờ đợi có người hiến tế bào gốc tương thích. Tuy nhiên, để có thể cấy ghép tế bào gốc, số tế bào ung thư cần phải nằm ở mức dưới 5%. Nhưng vào thời điểm tìm thấy người hiến tế bào gốc phù hợp, khi Đèn đang tiến hành đợt hóa trị số 2, số lượng tế bào ung thư trong cơ thể Đèn vẫn còn hơn 40%. Các bác sĩ đưa ra hai phương án. Một là Đèn thực hiện đợt hóa trị thứ 3 với cơ hội thành công thấp, hoặc là thực hiện chăm sóc giảm nhẹ để anh có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Cuối cùng, Đèn đã chọn phương án 2 và qua đời sau gần một năm kiên trì chống chọi với bệnh. Các chuyên gia y tế khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt cao, đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm, kiệt sức, nhợt nhạt, khó thở, dễ mắc nhiễm trùng, xuất huyết bất thường, phát ban hoặc có nhiều vết đốm trong thời gian dài, mọi người cần cảnh giác và nên đi khám tại bệnh viện để loại trừ nguy cơ mắc bệnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.